khám phá Đà Lạt mộng mơ qua ống kính Phóng Sự Xanh. Đà Lạt, thành phố xinh đẹp nằm ở độ cao 1.500 m trên mực nước biển, là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam. Với khí hậu mát mẻ quanh năm và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, Đà Lạt thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. Đến với Đà Lạt, bạn sẽ được trải nghiệm những cảnh quan tuyệt đẹp như thác Pongour, thác Prenn, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm và hồ Than Thở. Đặc biệt, hồ Tuyền Lâm là một trong những hồ lớn nhất của Đà Lạt với diện tích khoảng 320 hectare, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 7 km, hồ nằm gần núi Phụng Hoàng, đây được xem là khu phức hợp tập trung nhiều cảnh quan đẹp và dịch vụ du lịch phong phú. Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu cũng là một điểm đến đáng để khám phá với những cánh đồng hoa hướng dương và những đồi chè xanh mướt. Ngoài ra, Đà Lạt còn có nhiều điểm tham quan và giải trí khác như dinh Bảo Đại, Nhà thờ Con Gà, Cổng Trời, Chợ Đêm Đà Lạt và Khu Trượt Tuyết Đà Lạt. Không chỉ là một điểm đến du lịch, Đà Lạt còn là nơi sản xuất rau củ, trái cây và hoa, đặc biệt là hoa hồng, hoa lily và hoa cẩm tú cầu. Nếu bạn muốn tham gia trải nghiệm độc đáo này, hãy đến với các khu vườn hoa như vườn hoa thành phố, vườn hoa đồi cổ, vườn hoa Lâm Viên và vườn hoa Hà Đông. Đà Lạt cũng nổi tiếng với các món ăn ngon như bánh mì chảo, bánh ướt lòng gà, bánh căn, bánh tráng nướng, bánh tráng kẹp và chè Đà Lạt. Nếu bạn muốn thưởng thức những món ăn đặc sản này, hãy đến với các quán ăn và chợ đêm Đà Lạt. Trải nghiệm đẹp nhất của Đà Lạt là thưởng thức khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và khí hậu mát mẻ. Nếu bạn muốn tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng để thư giãn và tái tạo năng lượng, Đà Lạt cũng có nhiều resort và khách sạn sang trọng và tiện nghi. Nhiều resort ở Đà Lạt được xây dựng trên những đồi cao, tạo ra một không gian yên tĩnh, thoáng đãng và đầy lãng mạn. Bạn có thể thưởng thức một tách cà phê thơm ngon trên ban công và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và những ngọn đồi phía xa. Với những cảnh quan tuyệt đẹp, những trải nghiệm độc đáo và những món ăn ngon lành, Đà Lạt chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng để khám phá và thư giãn cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm một không gian yên bình giữa nhịp sống đô thị ồn ào. Con người Đà Lạt thân thiện, hòa đồng và có nền văn hóa đặc trưng. Họ rất yêu thiên nhiên và trân trọng vẻ đẹp của thành phố của mình. Người dân Đà Lạt thường sống chậm và tận hưởng cuộc sống đơn giản, thích trồng cây và trồng rau để tự cung cấp thực phẩm cho gia đình. Với lịch sử phong phú, con người Đà Lạt cũng có nhiều truyền thống văn hóa đặc sắc và các nghi lễ dân gian. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động này để hiểu thêm về văn hóa của người dân Đà Lạt. Từ xa xưa, vùng đất này vốn là địa bàn cư trú của những cư dân người Lạch, người Chiêu và người Syria thuộc dân tộc Cơ Ho. Sau đó, khu vực này đã trải qua nhiều thăng trầm và đổi mới. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, Đà Lạt trở thành một điểm đến du lịch phổ biến ở Việt Nam và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Từ đó, con người Đà Lạt có sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo. Tuy nhiên, họ luôn có tinh thần hòa nhập và tôn trọng lẫn nhau. Nói chung, con người Đà Lạt là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp và sức hút của thành phố mộng mơ. Sự thân thiện, nhiệt tình của người dân Đà Lạt sẽ làm cho du khách cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi đến với xứ sở sương mù. Khi đến Đà Lạt, bạn nên lưu ý một số điều sau đây để có chuyến du lịch an toàn và đầy đủ trải nghiệm. 1. Nên mặc quần áo phù hợp với thời tiết lạnh và ẩm ướt ở Đà Lạt, đặc biệt là vào mùa đông. Nên mang theo áo khoác, áo ấm, giày thể thao hoặc giày đá bóng để có thể di chuyển trên những địa hình đồi núi, đường xá ẩm ướt. 2. Đà Lạt nổi tiếng với những quán cà phê và quán ăn địa phương ngon. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về vệ sinh thực phẩm để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên ăn ở những quán ăn được khuyến cáo trên các trang du lịch uy tín, tránh ăn ở những quán ăn lề đường không rõ nguồn gốc. 3. Khi tham quan các điểm du lịch ở Đà Lạt, hãy chú ý đến an toàn và tuân thủ các quy định của địa phương. Nên tránh đu bám, leo trèo trên những địa hình hiểm trở, đặc biệt là đồi núi, vách đá hay cầu treo. 4. Để tôn trọng văn hóa và truyền thống của người dân địa phương, bạn nên học cách giao tiếp với họ một cách lịch sự và tôn trọng. Nên hỏi ý kiến hoặc xin phép trước khi chụp hình, quay phim hoặc thực hiện các hoạt động tại những địa điểm có dấu ấn văn hóa của người dân địa phương. 5. Cuối cùng, hãy giữ gìn môi trường và sạch sẽ cho Đà Lạt. Nên vứt rác vào chỗ đúng quy định, không làm ô nhiễm môi trường, bảo vệ vườn hoa, công viên, khu di tích và các khu vực du lịch khác. 6. Lời kết, Đà Lạt là một điểm đến du lịch tuyệt vời với khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, con người thân thiện và phong phú về văn hóa và phong tục. Du khách đến Đà Lạt có thể tận hưởng không gian yên tĩnh, thư giãn, thưởng thức ẩm thực địa phương ngon và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Hồ Xuân Hương, Vườn Hoa Đà Lạt, Nhà thờ Domaine de Marie, Bảo tàng Lâm Đồng, đồi chè Cầu Đất và nhiều điểm đến khác. Tuy nhiên, du khách cũng cần lưu ý về an toàn, vệ sinh thực phẩm, tôn trọng văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường để có một chuyến du lịch trọn vẹn và bổ ích. Tới đây, Phóng Sự Xanh xin được chúc các bạn có một chuyến du lịch đầy thú vị và ý nghĩa. Những người thực hiện, kịch bản Nguyễn Ngọc Thắng, biên tập Anh Kiều Officer, đọc lời bình Thái Kiều, quay phim Nguyễn Thái Bình, hướng dẫn cảnh quay Hồ Thu Officer.